Trạm sạc xe điện là nơi cung cấp năng lượng điện cho các phương tiện giao thông vận hành bằng điện như xe ô tô điện, xe máy điện, xe buýt điện. Trạm sạc xe điện có vai trò cung cấp điện năng cần thiết cho các phương tiện điện trong trường hợp cạn kiệt năng lượng trong quá trình di chuyển. Nhờ những trạm sạc này mà các phương tiện được nạp đầy pin và tránh được tình trạng gặp sự cố hết pin giữa đường trong quá trình đi lại. Ngày nay, nhu cầu sử dụng phương tiện bằng điện ngày càng tăng cao, trong đó bao gồm cả xe máy điện và ô tô điện. Chính bởi vậy nhu cầu sử dụng trạm sạc xe điện cũng được tăng theo. Điều này thúc đẩy các hãng đầu tư và phát triển hệ thống trạm sạc. Nổi bật là hệ thống trạm sạc của VinFast tân tiến hoàn toàn có thể đáp ứng sự tăng lên không ngừng của nhu cầu sử dụng phương tiện giao thông bảo vệ môi trường này. Để có thể xây dựng và lắp được một trạm xe điện thì cần phải chọn một không gian đủ rộng và phù hợp. Các bãi đậu xe công cộng trong các thành phố lớn đang là sự lựa chọn hàng đầu nhờ có sẵn không gian đậu xe đủ rộng cho nhiều phương tiện và có thể lắp đặt được các trụ sạc. Ngoài ra cũng có thể xây dựng các trạm sạc ở bãi xe khu dân cư, tòa nhà cao tầng, tòa nhà văn phòng hay bãi xe của bến xe, trường học. Đây là những nơi tập trung nhiều phương tiện đậu đỗ và trong quá trình đổ xe đó thì có thể cung cấp thêm điện cho các phương tiện này. Việc lựa chọn một không gian đậu xe phù hợp sẽ giúp lắp đặt được nhiều thiết bị sạc hơn, đảm bảo cung cấp được năng lượng cho nhiều phương tiện cùng một lúc. Tuy nhiên những không gian này yêu cầu phải bằng phẳng, có thể thi công để lắp đặt được hệ thống điện cung cấp cho các trụ sạc với mức chi phí thấp nhất và đảm bảo về mặt thẩm mỹ. Ngoài ra vì cấu tạo trạm sạc xe điện cần lắp đặt hệ thống điện ngầm nên cần tránh chọn. Cách bố trí cảnh quan trong trạm sạc cũng ảnh hưởng rất nhiều đến nhiều yếu tố khác như là xác định thiết kế được lối di chuyển của người đi bộ, trạm thu phí, bố trí trạm sạc. Việc bố trí cây xanh ở phía trước hay bên cạnh của một quầy đỗ xe có thể giúp định hướng được người đi bộ về phía sau xe. Các bãi cỏ sẽ thu hút được các hoạt động của người dùng đến trạm điện. Ngoài ra những cảnh quan tiếp giáp bãi đậu xe trên mặt đất còn cung cấp những không gian để lắp đặt thiết bị sạc điện mà không làm ảnh hưởng trực tiếp đến vỉa hè và lòng đường. Tuy nhiên khi xây dựng hệ thống trạm sạc xe điện cần tiến hành đánh giá để chọn một vị trí phù hợp khi khai thác các bãi đậu xe để lắp đặt trạm sạc. VinFast còn thiết kế tính năng tìm kiếm và hướng dẫn tới trạm sạc nhanh nhất giúp người sử dụng có thể nhanh chóng tìm được trạm sạc trong thời gian nhanh nhất. Tuy nhiên, bạn vẫn cần lưu ý các vị trí tránh xâm phạm không gian an toàn của lối đậu xe và di chuyển của người đi bộ. Thông thường lối đậu xe sẽ có kích thước an toàn để lùi xe ra khỏi vị trí đậu và tạo khoảng cách đủ an toàn với xe đang đậu ở phía sau để tránh được tình trạng va chạm có thể xảy ra. Đồng thời ngoài các lối đi đậu xe thì phần đường di chuyển của người đi bộ, khu vực di chuyển hàng hóa lên xuống cũng là các yếu tố để kiểm tra. Khu sạc được đầu tiên phải được thiết kế dễ dàng sử dụng cho tất cả mọi người dùng. Bảng điện phải được hiển thị thông tin chính xác rõ ràng, đảm bảo được sự an toàn trong quá trình sử dụng. Ống dẫn điện phải được đi dẫn trong tường, trong dầm nhà hoặc trần nhà. Sàn ở khu vực sạc điện phải được làm bằng bê tông cốt thép để đảm bảo được độ bền độ an toàn nhất định. Hệ thống trạm sạc điện sử dụng năng lượng điện nên cũng phải có thiết kế xây dựng các trạm thu lôi trong điều kiện thời tiết có sấm chớp. Ngoài ra cũng nên có những trạm sạc riêng dành cho người khuyết tật ở những nơi không có độ dốc và không có bậc thang cũng là những... Ánh sáng cũng là điểm quan trọng trong cấu tạo trạm sạc xe điện. Việc cung cấp đủ ánh sáng sẽ giúp người dùng đậu đỗ xe đúng vị trí và an toàn hơn. Đồng thời ánh sáng đầy đủ cũng giúp người dùng có thể thao tác tại trạm sạc được nhanh chóng thuận tiện hơn. Hơn nữa ánh sáng còn tạo cảm giác an toàn hơn khi sử dụng vào ban đêm. Vị trí cần lưu ý khi lắp đặt ánh sáng trong bãi giữ xe là khu vực gốc hay những khu vực khuất. Ở mỗi trụ sạc cũng nên lưu tâm đặt ánh sáng đầy đủ để người dùng có thể thấy rõ các công dụng để sạc pin cho các dòng xe máy điện của VinFast, nổi bật xe điện tiền bán chạy hàng đầu hiện nay. Mỗi trạm sạc sẽ có nhiều cụm sạc, thời gian sạc tiêu chuẩn khoảng 4 tiếng. Bằng thông tin, điện áp vào một pha 220W, công suất lớn hơn bằng 1,2 kW trên cổng, tần số 50Hz, số lượng đầu ra 2 hoặc 4 cổng xuyên, loại sạc AC 11 kW. Công dụng để sạc ô tô trong thời gian dài ở bãi xe công cộng hoặc gửi xe trong thời gian dài. Thời gian sạc đầy khoảng từ 6 đến 8 tiếng. Bằng thông tin, điện áp vào 3 pha 304 đến 456W, công suất lớn hơn bằng 1,2 kW trên cổng, tần số 50Hz, số lượng đầu ra một cổng trụ. Trụ sạc ô tô loại sạc nhanh DC 30 kW. Công dụng là loại sạc nhanh để sử dụng cho xe ô tô ở các điểm dừng nghỉ, bãi đỗ xe công cộng trong thời gian ngắn 40 đến 120 phút cho đầy 80% dung lượng pin. Bằng thông tin, điện áp vào 3 pha 304 đến 456W, công suất lớn hơn bằng 30 kW trên cổng, tần số 50Hz, số lượng đầu ra một cổng trụ. Trụ sạc ô tô loại sạc nhanh DC 60 kW. Công dụng dùng để sạc nhanh cho xe ô tô trong thời gian 30 đến 90 phút sạc đầy được khoảng 80% dung lượng pin.
bằng thông tin điện áp vào 3 pha 304 đến 456 giác, công suất lớn hơn bằng 60 kW trên cổng, tần số 50Hz, số lượng đầu ra 2 cổng, tụ sạc. Nhờ áp dụng những tiêu chuẩn cấu tạo trạm sạc xe điện trên thế giới, VinFast sẽ hoàn thành nhanh kế hoạch lắp hơn 2.000 trạm sạc pin với hơn 40.000 cổng sạc cho cả xe ô tô. Chúng ta hãy xem vị trí VinFast lắp đặt trạm sạc điện tại thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. Các bạn cùng tôi hãy đi du lịch một vòng Vĩnh Long nào. Vĩnh Long nằm bên bờ nam sông Tiền, là nơi giao thoa giữa các nhánh sông Đổ Trai danh chính. Qua cầu Mỹ Thuận, rẽ trái đi thẳng 2 km gặp dòng xoay Trường An, các bạn trẻ phải là đi Cần Thơ. Nếu đi thẳng là về trung tâm thành phố Vĩnh Long, nơi đặt trạm sạc điện là ở bưu điện trung tâm Vĩnh Long. Vị trí này rất thuận lợi, như ngay phía sau là bến xe buýt trung tâm, kế bến xe buýt là chợ trung tâm Vĩnh Long, nơi hội tụ đủ các ban ngành, sở dụ, cơ quan nhà nước. Công viên sông Tiền là nơi gặp gỡ, giao lưu khách du lịch trong và ngoài tỉnh, khách quốc tế. Khách sạn, nhà hàng, quán xá, siêu thị cũng hội tụ tại đây. Tất cả đều thuận lợi cho khách trong và ngoài tỉnh có xe điện, khi đi ngang qua có thể ghé sạc điện cho xe và tận hưởng các dịch vụ, vì dù du lịch trong thời gian chờ sạc. Nếu bạn ghé vào buổi tối khuya thì cũng đừng lo lắng vì trạm sạc được bao quanh bởi hàng quán bán đêm, khách sạn lớn nhỏ. Bây giờ các bạn hãy cùng chúng tôi khám phá trạm sạc pin xe ô tô điện đặt tại thực địa. Chào các bạn. Hôm nay mình giới thiệu với các bạn một cái trạm sạc pin của xe điện VinFast đặt tại Vĩnh Long. Trung tâm thành phố Vĩnh Long, ngay bưu điện trung tâm luôn các bạn ơi. Hiện tại là lắp đặt 4 trụ các bạn, có 2 trụ lớn và 2 trụ nhỏ, đang trong quá trình thi công các bạn ơi. Có tủ chuyển nguồn biến thế với lại pin có sẵn cho để cung cấp cho các trụ này các bạn. Và đây là trụ 2 trụ lớn nè. Cái sạc này thì hiện tại là sẽ đậu một lượt được một cái xe, đây đang đậu sẵn đây các bạn. Và dùng cái trụ lớn này gần. Và được thêm là 1, 2, 3. Với một cái xe đang đậu ngoài kia nữa là được 4 cái xe sạc cùng một lúc nhé các bạn. 5 cái. Gần giống như của cái bình xăng của mình ha. Cái cò sạc cũng gần giống à. Đây mình coi thông tin nè.
đoạn coi đóng kín này chạm là sạc ô tô nè. Thiết kế và sản xuất bởi VinFast. Công suất 11 kW. Có hai lựa chọn để mọi người sạc nha các bạn. Một cái là hai cái nhỏ này là 16A và hai cái lớn kia là 32A. Thì tùy từng cái loại xe công suất sạc mà mình chọn cái chạm sạc nào phù hợp với xe của mình nhé các bạn. Địa chỉ là nơi sản xuất là khu kinh tế Đình Vũ, Cát Hải, Hải Phòng các bạn ơi. Đây là công tắc khẩn các bạn ơi, y chang như máy phát điện các bạn. Nếu mà có vấn đề gì xảy ra chạm cháy nổ các bạn đóng khẩn cái là nó ngắt sạc, nó không sạc ra nha các bạn. Nè, nhớ chưa? Có màn hình hiển thị luôn, hiển thị đèn sạc đó các bạn. Khi các bạn cắm vô sạc nó sẽ có đèn nguồn lên của cái chạm sạc khi hoạt động, và nó đèn nguồn lên và có đèn xanh đèn đỏ để báo sạc đầy thì xanh mà chưa sạc đầy thì đỏ các bạn. Hai cái chạm nhỏ này là công suất 16A nhá, hai chạm lớn thì công suất 32A. Vậy là tín đồ của xe điện VinFast với lại các xe điện nói chung là đã có chạm sạc ở tại Vĩnh Long các bạn ơi. Nhân dân Vĩnh Long có thể sắm xe điện được rồi, và nếu như mà khách hàng thập phương mà đi ghé ngang Vĩnh Long thì có thể ghé bưu điện trung tâm Vĩnh Long để sạc pin nếu mình đi ô tô điện nha các bạn. Họ trang bị cả trụ đèn để phát sáng ban đêm nữa các bạn ạ. Ngoài cái trụ đèn của bưu điện nha, còn có một cái trụ đèn của VinFast. Trụ đèn của VinFast thì có đế màu xanh nha các bạn. Tất cả các cái trạm của VinFast là đều có đế đỡ màu xanh hết, sơn màu xanh hết nha. Và cái ô mà đánh dấu xe, vị trí xe cũng thế luôn nha. Và có gắn cái cục cao su để ngăn xe lùi quá sâu nè các bạn. Rất là hiện đại nha các bạn. Ngay bưu điện trung tâm Vĩnh Long luôn. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video của chúng tôi. Nếu thấy hay và hữu ích, hãy dành một chút thời gian quý báu like và subscribe ủng hộ kênh chúng tôi. Hãy nhấn share để chia sẻ tới đông đảo mọi người biết tới trạm sạc này để tiện sử dụng khi cần. Và hãy nhấn chuông nhận tất cả thông báo để kênh có xuất bản video mới các bạn xem được một cách nhanh nhất. Chúc các bạn luôn vui vẻ, hạnh phúc và thành đạt trong cuộc sống.